Kính thưa quý vị và các bạn, sau khi thực hiện một cái chương trình và chuyên một cái phiên bản mới, tôi lấy tên nó là Dynamite Forum, thì tôi xin đi vào cái chương trình này. Đối trí thức học giả đó đó, tự cho mình một cái vai trò, một cái khả năng suy nghĩ lớn lao hiện tượng đó đó trước đó nó không có và sau đó nó có thể nó dẫn đến cái cuộc cách mạng tại Pháp vân vân nó đưa đến những cái nhiều cái chuyển động trên thế giới thì nó có một cái hiện tượng đó, đó là người ta cho rằng là trí thức có sự hiểu biết về khoa học và có thể tiên đoán ra được mọi sự hết cái điều đó nó là một cái chuyện căn bản mà sau này chúng ta sẽ còn nhiều dịp đề cập lại. Nhưng mà sở dĩ chúng ta phải nhắc đến cái đó đó Để dẫn tới một đám trí thức về sau. Trong cái thế kỷ thứ 19 ở tại Âu Châu. Khi mà bắt đầu có cuộc cách mạng kỹ nghệ xã hội, bắt đầu có cái sự thay đổi. Thì những người trí thức đó đó đã nhìn thấy rằng là nó có cái gì đó lớn lao nó đang xảy ra, một số người nhìn thấy cái mặt tiêu cực của nó, một số người nhìn thấy cái mặt tích cực của nó. Đưa ra một số cái chủ trương đó đã. thì lúc đó trong cái đám trí thức đó là có một người tiêu biểu, Karl Marx và một người bạn đó đã làm trí thức tiểu tư sản thuộc vào cái loại lưu manh nhất. Xúi dục cái anh trí thức bất mãn Karl Marx rồi đó. Vò đầu bứt tai viết ra chuyện này chuyện kia Và công hiến lớn lao của Marx rồi đó, Nó có hai phần Một phần đó là, là tuyên truyền Với cái tuyên ngôn Cộng sản Và một phần đó, đó Nó gần như là Nó bổ túc, nó giải thích cho cái tài liệu tuyên truyền đó Đó là tức là bộ tư bản luận Từ Kepiro, bộ sách rất dày Trong đó đó Marx sẽ đưa ra một số những cái tuyên đoán và sau này đó, đó là người ta mới thấy đều là những cái tiên đoán nó chật chìa nó chật lấc hết nhưng mà cái điều đó nó cũng không sao tại vì con người ta có thể tiên đoán mà có thể đoán chật thí dụ mình đấy nói rõ ràng như này này Marx đi từ cái duy vật sử quan sang đến cái duy vật biện chứng pháp muốn giải thích rằng là cái sự vận hành của cái nền kinh tế đó đó là nó cho thấy rằng là kinh tế nó quyết định tất cả và nó mới đưa lên những cái thay đổi trên thượng tầng là về chính trị giả dụ đó như vậy thế và Marx sẽ đưa ra cái lý luận về cái tình trạng bóc lột hoặc là cái gọi là giá trị thặng dư và lưu manh ở cái chuyện đó, đó là ông chọn ra một cái phân số đặng để chứng minh mà hoàn toàn không có cơ sở và sau này mọi người đều biết là sai hết tất cả cái giá trị thẳng dư đó về cái tỷ lệ bóc lột đó là nó là 50%. Những cái đó, đó đó nó là bình thường tại vì thời đó người ta không có hiểu biết nhiều. Nhưng mà thời đó Marx sẽ đưa ra những cái lý luận như vậy. Tương tự như là nhiều nhà tư tưởng khác cùng thời với ông, thí dụ Auguste Comte, Blanqui, nhiều lý luận khác. Nó đưa ra một cái trào lưu mới nhưng mà nó không có ảnh hưởng gì cả Và cho đến ngày hôm nay đó, đó là trong cái thế kỷ thứ 21 này đó, đó Không ai mất thời giờ nghiên cứu để trình một cái luận án tiến sĩ về tư tưởng của Marx Tại vì nó vô giá trị Cái đó đó nhiều người vẫn không theo dõi vẫn không hiểu được Tại vì cái bộ sách đó nó, nó quá lớn nó quá dày Mà trong đó nó có đầy những cái mâu thuẫn hết rồi nhưng mà cái tuyên ngôn đó đó cộng sản đó đó của ông đó đó nó ngắn gọn nó có đầy cái chất hùng biện thì nó có thể là nó xúi dục được người khác. Thì cái điều mà tôi cần nhấn mạnh đó đó đối với lại những cái người thiếu am hiểu thì thấy cái tuyên ngôn đó đó, đó nó hùng hồn và nó lại có cái sức thuyết phục cao là nhờ ở cái bộ tư bản luận ở đằng sau. Mà cái bộ tư bản luận đó đó, đó ít ai có cái khả năng trừ phi bắt buộc ở vào trong cái hoàn cảnh. Thí dụ như là nghề nghiệp chuyên môn, học vấn hoặc là những cái lý do chính trị đó, phải nghiên cứu cái đó. Thì nếu mà nghiên cứu ra xong đó thì thấy rằng là cái phần dưới, tức là cả cái bộ tư ngôn đó đó, nó không có dính dáng gì đến cái phần trên là cái... Cả cái bộ tư bản luận đó, nó không dính dáng gì đến cái phần trên là... là cái bản tuyên ngôn đó. Và hồi nãy tôi có nói đến một anh trí thức tiểu tư sản lưu manh là Frederick Engels. Anh hoàn toàn anh không có đưa ra cũng gọi là có những cái chủ trương đó giống y hệt như Marx. Thế nhưng mà hắn là cái tay giàu có. Nhưng mà khai thác cái sự bất mãn của Marx. Dùng cái sự hậm hực của Marx đó. Xúi dục đặc để viết ra cái đó thì người ta vẫn nhớ rằng là trong khi từ sinh ở tại Đức hoạt động viết ở bên Đức về sau phải lưu vong và chạy qua bên Anh đó, đó là Marx sẽ luôn luôn là ngồi bị ghẻ lở gãi sồn sột cho nên là sau này đó là nhân loại phải nhớ đến những cái vết ghẻ của ta thì đấy là một cái người hận đời và muốn trả thù đời nhưng mà một nhà tư tưởng đó đó hoàn toàn lý luận đó, đó nó không có giá trị và những cái điều tiên đoán đó, đó nhà tiên trì lớn đó, đó theo người cộng sản đó đó nó đều chật lất cả trong nhiều lần trước nhiều cái chương trình khác thì tôi có nhắc đến là vào cùng một cái thời của Marx rồi đó, có Alexis de Tocqueville là một người Pháp và ông đã nghiên cứu về cái chế độ cũ ở tại Pháp và cái cuộc cách mạng Pháp và ông đi qua đến bên Mỹ ông nghiên cứu về cái sự hình thành của nước Mỹ đó ông đưa ra những cái tiên đoán mà cho đến thế kỷ 21 người ta vẫn thấy rằng là nó chính xác so với lại những tiên đoán của Marx rồi đó, thì nó, nó khác hẳn anh cho đến giờ này đó người ta vẫn còn phải đọc một nghiên cứu về alexis de Tocqueville. chứ còn chẳng ai để ý đến marx này hết có đó là cái phần đầu cái người trí thức khác và đã đẩy cái tư tưởng của marx đi vào hành động và cho cái lý luận của marx một cái bộ máy cai trị người đó chính là Lenin và nếu mà ngày hôm nay đó chúng ta nói đến chủ nghĩa Marx thì không ai để ý tất cả nó vô giá trị nhưng mà phải là chủ nghĩa Marx Lenin thì nó mới là cái phần quan trọng và đó là tôi đi sang lên cái bước thứ nhì đó là nói đến những cái công hiến của Lenin Lenin là một người trí thức nga thuộc loại siêu hạng là tại vì ông không có lý luận trong tháp ngà như là trường hợp của marx hoặc là trường hợp của engels mà ông dùng những cái lý luận của marx và ông viết thêm một số những cái lý luận khác những cái cống hiến khác đặng để từ cái tư tưởng của marx rồi đó là tạo ra một cái bộ máy cai trị và cái đó mới là cái điều nó quan trọng và cho đến giờ này đó là một số nước đi theo cái chủ nghĩa cộng sản trường hợp điển hình đó đó trung quốc chẳng hạn đó họ vẫn có một cái bộ máy cai trị xuất phát từ cái tư tưởng của lenin nếu mà nói cho nó ngắn gọn là đó thì tôi cho rằng là chúng ta có thể tìm ra bốn tài liệu cho thấy những cái cống hiến ghê rợn của Lenin cho tư tưởng của Marx. Một cái khái niệm gọi là duy lý của giới trí thức. Họ nghĩ rằng là nhân loại đó, đó có một cái sự tiến hóa nhất định theo một cái đường thẳng nào đó. Và giới trí thức đó khai triển những cái tư tưởng đó ra. Thì vào thế kỷ 19 đó, đó thì có nhiều người thấy rằng là cái cuộc cách mạng kỹ nghệ ở trong cái giai đoạn đầu của nó nó đưa ra một số cái xáo trộn thì có những cái người cho rằng là đấy là cái đà tiến hóa và sau giai đoạn này nó sẽ đến giai đoạn kia vân vân như vậy thì lúc đó, đó đó là nó đã có một cái hiện tượng tức là cái tư tưởng gọi là xã hội chủ nghĩa đó, đó. nghĩ đến cái rằng là trong cái buổi giao thời của cái cuộc cách mạng kỹ nghệ nó có những cái sự bất công với thành phần công nhân đó đó là họ khổ cực so với những thành phần khác. Và đưa ra một số những cái chủ thuyết đó, thì trong những thành phần đó đó như là có nhắc đến August là công rồi August Blanqui hoặc là các Marx đó thì nó đã manh ra ra một cái trào lưu gọi là xã hội chủ nghĩa. Nó có xã hội chủ nghĩa mà muốn tổ chức lại nó thành một quốc tế nó có xã hội chủ nghĩa quốc tế xã hội chủ nghĩa số 1, số 2 vân vân khi đó thì nó có một cái quan niệm lúc đó, đó người ta nghĩ rằng là trong cái đà tiến hóa đó thì thể nào cũng sẽ có một cái sự cải tiến và phải tranh đấu cho cái sự cải tiến đó thì Marx sẽ là một cái người mà bứt ra khỏi cái đám đông đó đưa ra một số lý luận có vẻ như là khoa học như hồi nãy tôi có nói đến cái gọi là ông tính ra cái giá trị thặng dư đó mà nếu mà bây giờ đọc trong cái cuốn đó cuốn cái bộ tư bản luận của ông đó, đó mà tự nhiên ông ngẫu nhiên ông chọn ra một cái phân số thì ông đó là cái tỷ lệ bóc lột đó là nó là 50% trăm chẳng hạn đó, đó cái đó đó là một cái sự hàm hồ nhưng mà lúc đó thì người ta cũng chưa biết người ta cũng chưa có tính được sau này thì người ta mới biết người ta mới tính được cái điều nó quan trọng đó là như thế này này. Có nhiều người thấy rằng là nếu mà đấu tranh cho gọi là sự công bằng xã hội gọi là giải trừ bóc lột đó, đó thì có thể giúp công nhân thành lập các cái nghiệp đoàn và các cái nghiệp đoàn đó là đấu tranh cho cái quyền lợi của họ và đấu tranh một cách ôn hòa thì những người mà cực đoan đã đi theo Marx đó, thì nghĩ rằng là phải có một cái đấu tranh nó có tính chất quyết liệt hơn. Và họ nói những cái người mà đấu tranh ôn hòa đó đó là đi theo cái chủ nghĩa cải lương thì cái cuộc tranh luận đó đó, đó thật sự ra nó cũng chưa có đi đến đâu cả. Cho đến giờ này chúng ta vẫn thấy rằng là các cái xã hội Tây phương đó là vẫn có phe gọi là những cái đảng xã hội, đảng lao động vân vân đó là những cái người mà trong cái tư tưởng trong cái tinh thần gọi là đấu tranh trong cái khuôn khổ luật pháp và có thể là dân chủ nữa, đặc để nâng cao được cái quyền lợi của cái thành phần gọi là công nhân, những cái thành phần mà thấp kém ở dưới bị bóc lột. Đó là cái cuộc tranh luận vào thời đại. Nhưng mà bây giờ đó đã là xuất hiện một người trí thức gian hùng hơn tất cả thần lực đi trước. Ông là Lenin, ông là người nga. Thế thì nếu mà theo dõi đó, tất cả những cái tác phẩm mà lenin đã viết đó thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta để ý đến nhiều cống hiến của lenin qua bốn tác phẩm và đó là lý do tại sao mà tôi có trình bày hồi nãy đó chúng ta cần đến cả một cái cuốn sách này cái tác phẩm đầu tiên hết là cái cuốn làm gì nội dung chính ở trong những cái lý luận ở trong cái tác phẩm đó của lenin đó là chống lại cái chủ nghĩa cải lương của cái phe đệ nhị quốc tế và trong đó đó là ông đưa ra một cái lý luận giảo hoạt đầy mâu thuẫn mà vẫn đang có ảnh hưởng ngày hôm nay đó là lý luận về dân chủ tập trung phải làm sao có được một cái tổ chức nắm lấy chính quyền, cướp lấy chính quyền để thực hiện cái cuộc cách mạng thay vì rằng là để cái xã hội nó nó diễn tiến một cái cách tiệm tiến, đấu tranh một cách ôn hòa đó thì phải đấu tranh một cách cách cực đoan và phải có một cái tổ chức đó và cái tổ chức đó, đó, đó nó phải có cái khả năng quyết định tách rời ra khỏi những cái lý luận chính trị bình thường, cái khả năng quyết định độc đoán đó đó. đó. Lenin gọi đó là dân chủ tập trung Và ngày hôm nay chúng ta vẫn còn nghe Thấy cả Bắc Kinh lẫn Hà Nội đó, Và một vài nơi khác cũng đều nói đến Khái niệm dân chủ tập trung đó Và những người cộng sản Việt Nam Đó là vẫn còn nói rằng là Cái hệ thống của họ đó là dân chủ Gấp triệu lần Các cái nước dân chủ khác đó, Thì đó là, là nó xuất phát từ Lenin Và từ cái lý luận Lưu manh của ông Khi mà Lenin bắt đầu xuất hiện và đầu thế kỷ 20 mươi thì nước nga lúc đó là một đế quốc bắt đầu gặp khủng hoảng gặp nhiều chuyện xa sút thì Lenin đã có một cái cống hiến thứ nhì cái tác phẩm đó là chủ nghĩa đế quốc giai đoạn tật cùng tận cùng của chủ nghĩa tư bản từ marx rồi đó thì mới nói rằng là chủ nghĩa tư bản đó, đó là nó có trình độ tiến bộ cao hơn là thời phong kiến nhưng mà sau đó đó là nó sẽ đi đến chủ nghĩa xã hội và sau đó nó đi đến chủ nghĩa cộng sản tức là cái lý luận mà hồi nãy tôi có nói rằng là cái sự tiến hóa tất nhiên hoặc là tất định tất yếu dùng cái chữ của hà nội đó, đó của xã hội con người sự thật đó thì nó không có cái sự tiến bộ tất yếu đó như vậy và nó có thể nó có những cái đột biến nó có này kia thì lenin là người tạo ra cái lý luận đó, đó. giúp cho cái việc đó nó xảy ra marx tiên đoán rằng là cái xã hội đức có thể rằng là tiên tiến nhất đi vào cái giai đoạn công nghiệp sớm nhất anh sẽ, sẽ thể nào cũng có cuộc cách mạng sự thật thì cách mạng cộng sản nó không xảy ra tại nước Đức, nó xảy ra tại nước Nga. Và chúng ta đừng quên rằng là vào đầu thế kỷ 20 đó, đó khi mà nước Nga, đế quốc Nga đã bắt đầu xa sút với cái dòng Romanov đó, thì đã có một cái cuộc chiến tranh giữa Nga và Đức. Thì cái cuốn, cái bài mà chủ nghĩa đế quốc giai đoạn tận cùng của chủ nghĩa tư bản đó đó, nó đánh dấu cái việc đó. Ít ai biết Ít ai để ý Nhất là những cái người cộng sản bây giờ Không hiểu được rằng là Giữa cái mâu thuẫn Nga và Đức đó đó, Trong đệ nhất thế chiến đó, Từ 14 đến 18 đó đó, Thì chính là Quân Đức Đưa Lenin đang lưu vong Trở về nước Nga Để làm suy yếu đế quốc Nga Và Cái tác phẩm gọi là Chủ nghĩa đế quốc Giai đoạn tận cùng của chủ nghĩa tư bản đó, nó nằm trong cái mục tiêu đó. Khi đó, nó lại có thêm một cái khía cạnh đó, tức là các cái đế quốc sở dĩ nó giết nhau là tại vì thế này thế kia. Và chúng ta đó, đó là phải có chủ nghĩa, chủ hòa, ưu trụng hòa bình. Tức là ngay từ thời Lenin đã phát minh ra cái khái niệm phản chiến mà tôi gọi là ngụy hòa đó tức là làm thế nào mà tê liệt làm cho đối phương bị tê liệt bằng những cái lời kêu gọi hòa bình vân vân gì đó và Lenin đó đã áp dụng ngay cái đó ở tại đế quốc Nga. Đầu năm nay đó đã, Liên bang Nga đã cũng đã tổ chức hồi tháng 2 những cái sinh hoạt đánh dấu cái sự sụp đổ của chế độ Sa hoàng của hoàng đế nhưng có lại, để nhị, của dòng Romanov đó, nó xảy ra vào hồi tháng 2. Thì lúc đó đó đó, thưa quý vị, là nước Nga đã có một cái cuộc cách mạng. Sau khi mà đế quốc Nga bị khủng hoảng về kinh tế, dân chúng đói kém, lính không có lương vân vân gì đó đó, thì cái cuộc cách mạng đó nó đưa đến một cái giai cấp, dùng cái chữ của Cộng sản, một cái thành phần tư sản lên cầm quyền. Từ hồi tháng hai Sau đó đến tháng 10 tức là trong cái thời gian những tuần sắp tới đó, đó người ta sẽ kỷ niệm cái cuộc cách mạng tháng 10 của Liên bang Nga đó, đó. của Đế quốc Nga và nó đưa đến cái sự hình thành của Liên bang Xô viết Là cái thời kỳ mà chúng ta sắp sửa sẽ thấy mọi người đều nhắc nhở đến đó đó. cái đó là nó có cái cống hiến của Lenin. cái cống hiến thứ ba của Lenin đó nó quan trọng không kém đó nó nằm ở trong cái tài liệu của Lenin là chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán trong đó ông đưa ra một số những cái lý luận mà nó là đầu nguồn của cái tinh thần nhiều lần tôi gọi là đó là độc quyền chân lý thay vì dùng cái lý luận của Marx là vật chất sẽ quyết định cái tinh thần hạ tầng cơ sở xoay chuyển ở dưới sẽ làm thay đổi cái thượng tầng chính trị ở trên Lenin đưa ra một cái khái niệm đó là nếu mà chặt hướng về siêu hình về tâm linh ở trên đó tức là chặt hướng chính trị ở dưới tức là ông đảo ngược là ông đi từ trên xuống đến dưới thành ra đó đó nó có cái là kiểm soát cái tư tưởng đặng để cho là trong cái tổ chức hoặc là trong xã hội đó không ai được phép nghĩ khác hơn cái tổ chức đang cầm quyền mà cái tổ chức đang cầm quyền đó là do chính lenin là cái người tạo ra thành ra nó khác với lại lý luận của marx rồi đó rằng là sự tiến hóa ở giai cấp lao động rồi thể nào cũng lại lên cầm quyền xong rồi xây dựng xã hội chủ nghĩa rồi tiến lên những cộng sản chủ nghĩa vân vân đó thì Lenin đó là làm ngược lại là phải có một cái tổ chức cách mạng chuyên nghiệp cướp chính quyền và thực hiện cái việc mà xây dựng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa và đi từ trên xuống dưới và từ cái đầu đi xuống đến dưới và cái tổ chức đó, đó nó có độc quyền chân lý và nó có quyền phê phán rằng là những người nào mà suy nghĩ về tôn giáo, về tâm linh, về những cái yếu tố siêu hình, về văn học, về nghệ thuật mà suy nghĩ khác đó thì tức là chật hướng, trạch hướng về chính trị và phải bị kỷ luật, phải bị chính trị, nôm na ra đó là phải bị thủ tiêu. Cái đó nó là cái cống hiến kinh khủng của Lenin trong chuyện đó. Mà cái đó đó là Chúng ta phải mất công đọc lại chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán. Cái phần thứ tư của Lenin đó, đó là một nhà nước và cách mạng. Thì đây mới là cái chuyện mà khi mà người trí thức đó đó, họ suy nghĩ và họ có cái quyền trong tay đó, đó. Thì họ tưởng rằng là họ có thể họ làm được mọi chuyện. Thì Lenin là cái người đã nắm được chính quyền trong tay đó và bây giờ đó làm sao mà có được cái bộ máy vân vân nó như vậy đó thì ông dẫn đến một cái sự hoang tưởng chết người lenin nghĩ rằng là với nhà nước cách mạng đó trong tay và giải quyết những cái vấn đề kinh tế xã hội cái thứ đó, ngoại sự nó sẽ nó cũng đơn giản ông dùng một cái hình ảnh so sánh cũng đơn giản như là một cái người đưa thư vậy tức là ông không hiểu rằng là xã hội con người nó nó tiến hóa vũ lượng và nó càng ngày nó càng phức tạp chứ không thể nào mà có một cái bộ máy của nhà nước quyết định về cái kế hoạch kinh tế từ trên đến dưới một cách rất là duy lý mà trở thành là duy ý chí tức là cứ tưởng cái ý chí của mình đó là là nó tạo ra cái sự thay đổi đó thành ra nó là một cái sự hoang tưởng cái sự không tưởng marx đó đã là cái người không tưởng trong cái lý luận của ông nhưng mà mới chỉ là một nhà lý luận thôi khi mà đi vào hành động đó đó thì trí thức lenin đó đó đã cướp được chính quyền và tiến đến cái giai đoạn gọi là nắm quyền trong tay nhưng mà cũng đi đúng cái quy trình của họ tức là tạo ra một cái sự không tưởng và cái đó đó, đó nó mới là cái điều nó giải thích ra rằng là tại sao đó đó đế quốc Nga sụp đổ, sau đó Liên bang Xô Viết thành hình, rồi cũng tập trung kế hoạch giải quyết chuyện này chuyện kia mà sau đó bị khủng hoảng. Nếu mà chúng ta muốn hiểu được cái chủ nghĩa Mark Lenin đấy chúng ta có thể vứt những cái tác phẩm của Mark qua một bên. Và chúng ta nên theo dõi bốn cái tài liệu của Lenin. Dù là hơi nhức đầu đó nhưng mà cũng nên theo dõi và tôi xin đọc lại đấy. Thứ nhất là cái cuốn làm gì. Thứ hai đó là chủ nghĩa đế quốc giai đoạn tận cùng của chủ nghĩa tư bản. Đó là lúc mà Đức thả Lenin đi về và tìm cách cho Lenin đó, đó làm suy yếu nước Nga và gây ra khủng hoảng kêu gọi là nước Nga đừng có tham chiến trong đệ nhị thế chiến vân vân tức là đệ nhị thế chiến là nó xảy ra năm 1914 1919 và lúc mà Lenin viết cái đó là nó bắt đầu vào đầu cái giai đoạn đó và kêu gọi hòa bình rồi cuối cùng sau đó nó làm cho lính của Nga đó, đó suy yếu trong cái đệ nhất thế chiến đó. và nước Nga đó là sụp đổ cái cuộc cách mạng tư sản đó đó là cũng bị cướp thành hình từ tháng 2 sau đó là bị cướp chính quyền vào tháng 10. Nó tương tự như một cái hiện tượng mà chúng ta cũng đã thấy tại Việt Nam, dù là nó ngắn hơn đó, đó là chính phủ Trần Trọng Kim sau đó là cách mạng của cộng sản gọi là cách mạng tháng 8 của họ đó đó. Và bây giờ đó đó là chúng ta mới nói tiếp về từ Lenin nó sang đến Stalin và Mao Trạch Đông ra làm sao. Tôi xin được phép nhắc lại cái bối cảnh lịch sử của nước Nga vào cái thời đó. Trong đề nghị thế chiến đó, đó Nga và Đức đó, đó, là hai nước xung đột với nhau. Hai cái đế quốc đó đã đụng độ với nhau và Lenin đó là đã viết trên cái gì gọi là chủ nghĩa đế quốc giai đoạn tận cùng của chủ nghĩa tư bản vân vân để giải thích cho cuộc chiến tranh chuyện là như vậy. Điều mà chúng ta không biết đó rằng là Lenin được quân đức đưa vào trong một cái toa xe lửa bít kín kín đáo đưa về nga tới thành phố chúng ta gọi bây giờ là Saint Petersburg đặng để giải dưới bên đế quốc nga và gây ra cái sự sụp đổ của cái chế độ sa hoàng sau đó sau cái cuộc gọi là cách mạng tháng 10 đó, cướp chính quyền từ không phải Sa Hoàng Nikolai Đệ Nhị mà từ cái chính quyền Kerensky của thành phần tư sản lúc đó và đấu tranh ôn hòa theo cái gọi là chủ nghĩa cải lương đó, đó. thì sau khi mà Cộng sản cướp chính quyền đó, vào năm 1917 và bây giờ đó là tuần này tháng này người ta đang kỷ niệm 100 năm đó, đó thì nước Nga lúc đó hay là Liên bang Nga lúc đó, đó lao vào một cái trận nội chiến kéo dài nhiều năm cả triệu người chết. Trong phần đầu tôi có nói đến cái sự cống hiến nhiều khi đó là điên cuồng, chủ quan và ác độc của cái thành phần trí thức. Lenin là một người trí thức, một người trí thức thứ nhì nữa trong cái cuộc cách mạng đó ở tại Nga đó chính là Trotsky cũng là một nhà đại trí thức mà đi vào hành động và Trotsky là người tổ chức ra quân đội của liên xô tức là hồng quân đó đó và chính là lenin đã nói rằng là khủng bố đó, đó. chủ yếu đó, đó là gây ra sự sợ hãi tức là chúng ta nghe đến những cái chuyện khủng bố bây giờ trong thế kỷ 20 21 là chúng ta không hiểu là từ đầu nguồn đó là chính Lenin là cái người chủ trương cái đó. Và đấy là cũng là từ một cái người trí thức. Sau này chúng ta thấy rằng là những gọi là trí thức nở mùa giống như là Mao Trạch Đông hoặc là Pol Pot đều có cái hiện tượng đều áp dụng cái biện pháp khủng bố đó. Thế và đối với lại thành phần trí thức đó thì những cái sự chuyển động đó, đó nó là cái vấn đề trừu tượng nó ở trên đầu cái khái niệm này, khái niệm kia. Nhưng mà sau khi Lenin mất đó, thì có một tay không phải là trí thức. Đấy là một tay bá đạo, côn đồ đó, đã leo lên cầm quyền sau khi sát hại các đối thủ khác, kể cả Toski, đó là Joseph Stalin. Và cái chủ nghĩa Mark Lenin đó, đó khi nó được vận hành theo cái lối hoang tưởng của Lenin nó dẫn đến một hiện tượng đó là là Stalin là cái người mà có thể rằng là vì muốn xây dựng xã hội chủ nghĩa đó, đó là lấy lúa gạo của Ukraine đem về cho Liên Xô khiến cho mấy triệu người Ukraine bị chết đói đối với họ đó nó chỉ là con số thôi nó là khái niệm trừ tượng từ Stalin ấy, thì chúng ta mới thấy thế nào là cái sự vận hành của nó và Stalin đó, đó đi xa hơn Lenin xa hơn cả Marx nữa nhìn thấy rằng là mình dùng cái phương pháp cộng sản mình dùng cái chủ nghĩa Marx Lenin nhưng mà để củng cố cái quyền lực của liên bang Xô Viết tức là của nước Nga và ông xây dựng lại một cái đế quốc đỏ và thành lập ra những cái đệ tứ cái tổ chức mà để xin lỗi cái gọi là là quốc tế cộng sản đó đó, đó là nó xuất phát là từ Stalin thì ông không có giống như Lenin hoặc là Trotsky hoặc là Marx ở trước đó đó để ý đến cái vấn đề trừu tượng của cái đám trí thức ông đi vào trong hành động và đấy là một cái tay côn đồ bạo chúa và những cái phương pháp của Stalin đó đó nó gây ra những cái cuộc khủng hoảng nó gây ra chết người Thành ra khi mà nói đến di sản của chủ nghĩa cộng sản, 100 năm từ 1917, từ khi có cuộc cách mạng Nga cho đến bây giờ, đó 100 năm sau người ta nói đến cả trăm triệu người chết. Số người mà chết nhiều nhất đó, chính là dưới triều đại của Stalin. Và sau đó cái người kế thừa cái công trình hắc ám đó, đó, đó là chính là Mao Trạch Đông khi mà chúng ta nói đến chủ nghĩa Mác Lenin thì chúng ta phải nhớ đến cái vai trò của cái người đã không có để ý lắm về cái chuyện lý thuyết như là đám trí thức trước mà phải là một cái tay hành động đó là Stalin. Nên lại đó đó thì mình mới thấy rằng là mới đầu làm cách mạng đặng để xây dựng một cái xã hội công bằng hoặc là cái xã hội mà thành phần lao động đó, đó là trở thành gọi là giai cấp tiên tiến tại vì tất yếu của lịch sử mà thì cuối cùng đó đó là chính cái thành phần lao động đó, đó, đó hoặc là cái giai cấp vô sản đó đó là mới bị là nạn nhân của cái tình trạng chuyên chính đó khi mà cái cuộc cách mạng của cộng sản đó đó, đó bắt đầu nó xuất hiện ở bên tàu à, cái đảng cộng sản đó, đó, là nó được thành lập ở bên tàu đó là từ năm 21 đã bắt đầu thành hình hoạt động đó 27 mươi bảy cũng vì có một cái cuộc chiến tranh ở bên ngoài vào đó là vì cái sự tấn công của nước Nhật thì họ cũng lại tổ chức ra một cái bộ máy để cướp chính quyền tương tự như là cái phương pháp của Lenin trước đó chứ không phải là để tự nhiên thành phần công nhân hoặc là nông dân như là ở tại trung quốc đó là, là tự động có ý thức cách mạng xong rồi đó là sự chuyển hóa xã hội nó đi theo một cái trình tự mà gọi là tất nhiên tất yếu nào đó mà nó phải có một cái tổ chức đấu tranh chuyên nghiệp khái niệm của lenin đó, đó được áp dụng nhưng mà khi mà cai trị đó thì áp dụng theo phương pháp tàn khốc của stalin nếu mà mình so sánh ra và bây giờ đó là con trẻ các cái xã hội tây phương nhất là xã hội mỹ này đó đó là chỉ có để ý thấy ồ hitler vân vân phát xít nọ kia đó, đó là hai người hitler và stalin đó, đó không phải thuộc cái thành phần trí thức thuộc là thành phần gọi là côn đồ bảo chúa nắm lấy chính quyền đó, đó và thực hiện những cái giấc mơ gì của họ giấc mơ của hitler đó, đó là cái sự thống trị của sắc dân Aryan. Giấc mơ của Stalin đó, đó là sự thống trị của Liên bang Xô Viết trên các cái quốc gia khác và xúi dục các cái nước khác đó, đó là cũng có những cái hạt nhân cộng sản đặng để làm suy yếu các cái nước dân chủ Tây phương hoặc là tấn công vào các cái thuộc địa của các cái nước Âu Châu đó. Ở trong cái thế giới thứ ba đó đã tiến hành cách mạng mà sau này thì chúng ta mới nghe thấy nói đến Người cộng sản Việt Nam nói đến ba dòng thác cách mạng, Nó là nó xuất phát từ chỗ đó. Nghĩa là khi mà mình theo dõi cái sự chuyển động, cái sự xoay chuyển đó, đó thì chúng ta không quên được cái vai trò của Stalin. Có Stalin đó, đó thì mới sau đó mới thấy là có Mao Trạch Đông và Mao Trạch Đông đó là là người trung thành với tư tưởng của Stalin. Chuyện đó chúng ta không để ý nhưng mà thực tế nó là có và cái mâu thuẫn mà giữa Trung Cộng với lại Liên Xô rồi đó, đó, nó xuất phát đó. từ khi mà có một lãnh tụ khác leo lên đặt lại vấn đề của Stalin, nêu ra những cái tội ác, những cái sai lầm của Stalin chính là Khrushchev. Thì khi đó 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 là cả trên thế giới đó đó là cái xe tả và thân cộng đó đó đi theo chủ nghĩa Mác Lenin Nhưng mà hơi ớn về cái thành tích giết người của Stalin. Thành ra họ mới ra một cái phong trào và trong một kỳ khác thì chúng ta sẽ nói đến là tân tả, tức là cánh tả mới. Tức là vẫn đi theo chủ nghĩa cộng sản nhưng mà không áp dụng cái phương pháp tàn khốc của Stalin. Cái điều đó, đó ngày hôm nay nó vẫn còn. Và một số những cái tổ chức phản chiến hay là ngụy hòa hoạt động trong xã hội Hoa Kỳ chẳng hạn trong cái thời chiến tranh Việt Nam hoặc là ngay ngày bây giờ cũng vậy nữa đó, là vẫn đi theo cái lý luận của Mark Lenin nhưng mà tránh cái cái nạn tàn sát của Stalin hoặc là của Mao Trạch Đông. Và vì vậy đó đó là nếu mà mình theo dõi cái diễn tiến đó cho đến bây giờ đó, thì mình thấy rằng là có thể rằng là tại sao đó cái chủ nghĩa hoang tưởng của Lenin nó dẫn đến cái sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết. Trong một kỳ sau chúng ta sẽ đề cập thẳng về vấn đề đó. Nhưng mà cái sự sụp đổ đó, đó nó khiến cho các cái nước mà đã đi theo chủ nghĩa Mark Lenin đó là thấy là phải thay đổi, phải áp dụng một số những cái gọi là quy luật tự do của kinh tế thị trường nhưng mà vẫn với một cái bộ máy mà đã được Lenin mường tượng ra cách đây hơn 100 năm. Với cái nguyên tắc mà ngày hôm nay người ta vẫn còn nói đến là dân chủ tập trung. Hành ra cái đảng Cộng sản Trung Quốc chẳng hạn đó, đó là vẫn y hệt như vậy. Có sự dân chủ tập trung. Tức là ở bên trong đó đó là các đảng viên đó, đó, là bàn cãi với nhau. Tổ chức quyết định như nào rồi để sai khiến nhà nước ở biên giới ra làm sao. Cái chuyện ở đó, Việt Nam nó cũng tương tự như vậy. Họ vẫn nằm ở trong cái gọi là chủ nghĩa Mạc Lê Ninh. Nó không còn cái phần hoang tưởng mà Lenin nói đến nữa. Nhưng mà nó vẫn có cái phần cốt lõi đó, đó là cái bộ máy cai trị, cái bàn tay sắt. Và trở lại cái lý luận mà của Lenin đó, đó. Nói đến, thí dụ như trong cái cuốn làm gì, hoặc là trong cái tập mà gọi là chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán đó. Trạch hướng về siêu hình đó đó, tức là trạch hướng về chính trị. Suy nghĩ sai đó đó là phải bị trưng trị, tức là cái nạn độc quyền chân lý ngày hôm nay nó vẫn còn ở tại Trung Cộng và ở tại Việt Nam. Đó đó nó xuất phát từ Lenin. Bây giờ đó đó thì chúng ta mới nhìn thấy rằng là có Mao Trạch Đông một tên đồ tể và có cái thành tích đó là cũng không thua kém gì Stalin cả với bước nhảy vọt vĩ đại, tức là đại dược tiến từ ngày những năm năm tám, ngày năm sáu mà làm cho ba mươi sáu triệu người chết đói dù rằng là vẫn được mua mà vẫn chết đói hoặc là những cuộc cách mạng văn hóa vô sản vĩ đại đó đó phất cờ để cho đám con nít đi đánh tập trung oánh ngay vào trong cơ sở của đảng là đặng để duy trì cái quyền lực của mình cái hiện tượng đó nó xuất phát ngay từ đầu nó xuất phát từ lenin và nó xuất phát từ stalin mỗi lần mà có thay đổi chế độ đó là từ lenin sang đến stalin hoặc là từ stalin sang đến trường hợp của Nikolai, Nikita Khrushchev và sau đó đó là đến luật Leonid Brezhnev là luôn luôn có cái thanh trừng trong nội bộ vì lý do này lý do khác chạch hước về chính trị rất là phải bị tiêu diệt đã để cho cuối cùng ra vẫn tập trung quyền hành vào trong tay một thiểu số rất nhỏ thôi đó là cái khái niệm dân chủ tập trung và đó là cái điều mà ngay hôm nay nó vẫn còn thành ra khi mà mình nói đến kỷ niệm 100 năm của chủ nghĩa cộng sản thì chúng ta phải nhớ lại đó, đó rằng là nó có cái phần đóng góp của lenin và cái phần đóng góp đó, đó cho đến giờ này đó, đó là vẫn tiếp tục được nhiều nước cộng sản khác tiếp tục khai thác sử dụng và củng cố với cái vỏ bề ngoài đó đó là kinh tế thị trường để cũng làm ăn buôn bán với các nước khác nhưng mà cái chuyện bên trong đó đó là cái quyền lực đó là không để giao cho một ai khác cả đó là lý do tại sao mà nói đến đa nguyên đa đảng ở tại Việt Nam hoặc là ngay ở tại Trung Quốc đó là sẽ bị kỷ luật sẽ bị đàn áp bị thanh trừng. Bây giờ đó đó là chúng ta mới hỏi xem những cái câu ngắn gọn như là kết luận đó, đó là tại sao cái chủ nghĩa Mark Lenin đó nó sụp đổ khi nó đi vào thực hành cái tính chất hoang tưởng của Lenin ngay từ đầu trong cái tác phẩm thứ tư của ông đó là nhà nước và cách mạng đó là tại vì đấy là những cái người trí thức cho rằng là mọi sự vận hành đó đó của cái xã hội đó, đó là nó đều là những cái khái niệm đó. tức là có thể rằng là họ nhìn chuyện đất nước giống như là ngồi trên một cái bàn cờ đó và những cái quân cờ đó đó quân cờ đó có thể là cả triệu người đó đó có thể búng đổ chết cũng không sao hết tất cả cái sự tàn ác của cái đám trí thức khi mà nó có quyền đó, đó nó kinh khủng lắm và sự tàn ác đó, đó, đó nó đưa đến sự kiệt quệ kinh tế ở bên trong cái chủ nghĩa cộng sản đó, nó sụp đổ đó, đó là tại vì nó không giải quyết được vấn đề quốc kế dân sinh và vì vậy đó là người ta mới phải áp dụng cái quy luật thị trường và mới trở lại cái cuộc cách mạng công nghiệp vào đầu thế kỷ thứ 19 thì người ta cứ tưởng rằng là thế này thế kia các thứ đó là hoàn toàn là dựa trên những cái khái niệm, những cái lý luận trừu tượng đó. đi vào trong thực tế đó, 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 cái đời sống nó khác và cái đời sống nó nó khác đó là những cái người cộng sản nó đã không giải quyết được và kinh tế kết quệ rồi sụp đổ những cái người có thể thấy ra được cái sự sụp đổ đó là Andropov và đệ tử đó là ông Gorbachev thì muốn tìm cách cứu lấy đảng mà xoay chuyển ra làm sao mà xoay chuyển không xong cuối cùng sau đó là nó đưa đến khủng hoảng và cái chế độ cộng sản liên bang Xô Viết đó là nó sụp đổ năm 1991. Các cái nơi khác đó đó là họ học được cái kinh nghiệm đó thì họ bảo rằng là không có nên đi vào làm chuyện cải cách các thứ đó như vậy. Nhưng mà căn bản nhất đó, cái mà họ cải cách không được đó là những cái bế tắc của cái việc quyết định duy ý chí về kế hoạch kinh tế nhà nước. Điển hình cho đến thế kỷ 21 này đó, là hệ thống kinh tế quốc doanh các cái tập đoàn kinh tế của nhà nước đó là có rất nhiều quyền hạn nằm vượt ra khỏi khuôn khổ gọi là luật pháp hay là pháp quyền của nhà nước nhưng mà nó cũng là những cái ổ tham ô những cái tình trạng tham nhũng chia chắc quyền lợi với nhau và cái đó, đó nó có làm cho thế giới bên ngoài kinh ngạc hay sợ sệt nó vẫn không giải quyết được cái vấn đề và đó là cái lý do tại sao mà chúng ta nên nhìn vào Trung Quốc như là trong một cái kỳ giải ảo và tuần trước đó, đó, là nhìn thấy những cái nhược điểm của Trung Quốc ở trong bên trong của họ. Và cái đại hội ngày 18 này đó, đại hội đảng cho khóa 19 đó, đó có thể cố gắng tìm cách giải quyết cái vấn đề đó nhưng nhưng mà vẫn giải quyết như thế nào mà để cho quyền hành đó nó không có vuột ra khỏi tay của Tập Cận Bình. Và làm thế nào mà để cho nó không bị cái tai họa mà nó đã xảy ra cho Liên bang Xô Viết và các cái nước Đông Âu trong những năm 1989, 1991 nó đưa đến cái sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản và chúng ta sẽ còn có nhiều cơ hội theo dõi cái chuyện này thì có thể trong hôm nay về cái phần giải ảo về chủ nghĩa Mark Lenin đó, đó. và tôi nhấn mạnh rằng là ừ, họ cũng lập ra cái chuyên chính vô sản kết quả đó là chuyên chính trên đầu giai cấp vô sản và bây giờ nếu mà có muốn thay đổi về mặt chính trị hay là về mặt kinh tế áp dụng vài ba cái quy luật kinh tế thị trường có chọn lọc đó, đó thì vẫn đừng quên rằng là cái thành phần nghèo đói đó, đó là nạn nhân nặng nhất ở dưới cùng và một cuộc cách mạng đó, đưa ra những cái tư tưởng cao đẹp là giải phóng giai cấp vô sản đó. cái cuộc cách mạng đó là đó, đó, nó đưa đến những cái tổn thất nặng nhất chính là cho cái thành phần vô sản ở dưới và cho đến giờ này nếu mà người việt nam chúng ta chưa thấy ra chưa hiểu ra thì có lẽ rằng là chúng ta vẫn không học được gì cũng bài học lịch sử của thế giới và của Việt Nam. Tôi xin được phép dứt lời.